Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với KF Channel. Thì tiếp theo cái series xây dựng các cái kênh thu nhập thụ động từ DeFi. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực chiến cho anh em luôn. Mình sẽ thực chiến là mình sẽ sinh ra cái nguồn thu nhập thụ động từ cái số vốn là khoảng 13.000 đô. Khoảng 13.000 đô ha. Mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một website nữa để cho anh em có nhiều sự lựa chọn trong cái việc mình sử dụng hệ sinh thái của Polygon để mình đi farm ra các cái gì farm ra các cái cặp stablecoin nó có cái lãi suất cao hơn lãi ngân hàng ha trong một năm. Thì hôm trước là cái side DeFi thì mình giới thiệu cho anh em thì ở đâu đó khoảng tầm gần 50%. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái website khác thì nó cũng tầm khoảng 30% một năm thì cũng khá là ok. Trước khi bắt đầu thì mình ở đây mình có viết ra các cái bước như thế này để cho các anh em nắm. Rồi trong quá trình làm thì mình sẽ đi từng bước để anh em nắm ha. Tổng quan là mình sẽ làm bốn cái bước sau thôi. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển mạng Polygon trước. Trong các video trước là mình luôn nói là mình đang chiến ở trên cái mạng Polygon, cho nên là tất cả các cái đồng coin thì mình phải buộc phải chuyển chain qua Polygon ha. Chuyển từ BSC, chuyển từ Ethereum sang Polygon. Ok, sau khi chúng ta chuyển mạng xong thì chúng ta thế chấp cái đồng coin của chúng ta. Thì ở trong video này mình sẽ thế chấp 6,5 ETH của mình, 6,5 ETH ở đâu đó hiện tại là khoảng tầm 12.000 đô, gần 13.000 đô. Thì mình sẽ thế chấp vào ngân hàng AV. Như trong cái video đầu tiên là chị bệnh không có bảo, mình có nói rất là kỹ về cái cách mà anh em thế chấp vào cái ngân hàng AV và giới thiệu ngân hàng AV như thế nào. Thì nếu mà anh em chưa xem thì anh em có thể xem lại video đó ha. Ok, bước thứ hai, sau khi chúng ta thế chấp vào rồi, mình cụ thể ở đây là mình sẽ thế chấp ETH của mình vào ngân hàng AV. Thì sau đó bước hai là mình sẽ đi lấy đô từ ngân hàng AV ra, là mình sẽ vay USDC từ ngân hàng AV. Sau khi mình lấy đô rồi á, mình có đô ở trong ví MetaMask của mình rồi, thì mình sẽ cầm cái đô này mình đi add một cái pool trên cái MM QuickSwap. Thì cái cặp tên là Mimatic và USDC, thì đây là cái cặp stablecoin luôn nha anh em. Một đồng Mimatic này á có giá là sắp xỉ gần một đô luôn, giống như là các cái stablecoin khác luôn. Thì cái tên Mimatic là như thế nào thì tí nữa mình sẽ giải thích cho anh em. Đây là cái cặp stablecoin ha, yên tâm. Thì sau khi chúng ta pool Mimatic USDC ở trên QuickSwap rồi thì chúng ta sẽ được một cái chứng chỉ EP ha, một cái chứng chỉ là chứng nhận chúng ta đã cái pool ở trên QuickSwap rồi. Thì sau khi đó chúng ta sẽ vào cái website có tên là my.finance, chúng ta claim cái LV đó để chúng ta nhận được cái lãi suất là đâu đó khoảng tầm gần 30% một năm ha. Cộng thêm một số cái reward khác nữa thì tí nữa đi chi tiết vào video mình sẽ hướng dẫn cho các anh em đó. Thì ở đây là bốn bước chi tiết ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết từng bước, chia sẻ cho các bạn một số thông tin về cái dự án này ha. Thì ở đây mình sẽ lấy một số cái thông tin từ bên web Coin98, thì nếu các bạn muốn đọc thì các bạn sẽ vào web Coin98 các bạn đọc chi tiết hơn ha. Thì thằng QuiDAO này nó sẽ là một cái liquidity pool ha, nó cho phép người dùng vay stablecoin. Mimatic thì hiện tại nó chỉ đang cho một đồng stablecoin là Mimatic thôi. Thì cái đồng Mimatic này á, hiện tại nó đã được đổi tên rồi, nó đổi tên là Mai, nó đổi tên là Mai, Mai đào đó anh em. Một Mai thì bằng sắp xỉ là một đô. Thì đây là cái đồng mà stablecoin ở trong cái pool này nó cho phép. Thì ở trong cái QuiDAO này á, nó được tạo thành từ hai token là Mi token và QI token. Thì cái Mi token là các cái stablecoin có giá trị tương đương là một đô, và QI là cái token quản trị mạng ha. Thì thật ra cái điểm nổi bật của cái dự án QuiDAO này á, là nó giống như thằng MakerDAO trên Polygon vậy. Nó sẽ giúp cho cái mức độ sử dụng vốn của Matic sẽ tăng lên bằng cách là nó sẽ cho các cái Matic holder thế chấp những cái đồng Matic mà họ đang nắm giữ vào, thì để vay được thêm đồng Matic ha. Thì giống như là kiểu nó sẽ cái dự án này sinh ra để nó thu hút vốn của các cái holder đang hold Matic, họ không biết làm gì thì họ có thể tận dụng cái pool này
để họ kiếm thêm nguồn thu nhập thụ động ha. Thì nếu mà bạn là người đang hold market lâu nay mà bạn chưa biết làm gì thì đây là một cái website mà mình nghĩ là các bạn có thể cân nhắc bỏ market mình vào, thế chấp ra mi market rồi mình có thể sinh ra được cái nguồn thu nhập thụ động. Mình thấy khá là ổn. Đây thì cái cấu trúc đặt tên của stablecoin trong video thì nó có tên là stablecoin name bằng MI ha, rồi sau đó tới tên của token dùng làm thế chấp. Thì stablecoin đầu tiên của QuiDAO là MiMatic, thì cho nên là cái tài sản thế chấp hỗ trợ cho cái stablecoin này á, là MiMatic. Thì nó để ở đây Matic đây, thì mốt là có thể là Quick hoặc là những cái token khác á, thì nó sẽ để ở đây, gọi là ở đây ha. Rồi đây là một số cái thông tin của token này, nó được xây trên blockchain Polygon ha. QA token. Rồi thì ở đây họ có công bố sơ về cái token allocation, thì các nhà đầu tư họ đã đầu tư chiếm 5% cái tổng cung của trên tổng số là total supply là khoảng 200 triệu QA ha. Còn team thì họ chỉ chiếm 10%, còn lại là họ distribute ra cho cộng đồng bằng các hình thức staking hoặc là có thể mua trực tiếp ở trên sàn ha. Thì hiện nay mình kiểm tra ở trên QDAO á, thì hiện nay các bạn có thể mua ở trên hai sàn là QuickSwap và Sushi ha, Sushi. Nhưng mà mua trên Quick thì volume nó tốt hơn ha. Cơ bản sơ qua là vậy thôi. Còn anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì anh em có thể vào web K98. Anh em có thể đọc các thông tin về token sale cũng như là các cái unlock các cái token ha. Team thì vest hơn 3 năm lận. Rồi Vester là bị khóa cho 18 tháng lận. Rồi dự án này nó mới launch ra cho public khoảng tầm tháng 5 thôi anh em, khoảng tầm tháng 5 thôi. Cho nên là hai cái lượng mà token sở hữu nhiều nhất bởi team và các investor thì cũng khá là lâu nữa họ mới được unlock ra, cho nên là cũng không có sợ bị gọi là xả lên đầu nha. Thì ở đây thì mình sẽ có thấy cái thông tin là community distribution. Thì ở đây như nãy mình nói là nó sẽ thông qua các chương trình là cung cấp thanh khoản, mining và staking ha. Đó thì ở đây là sơ qua về cái dự án MyFinance này để cho anh em yên tâm ha, là nó hoạt động giống như là MakerDAO ở trên Ethereum vậy đó. Thì nó sẽ giúp cho cái lượng lưu thông của Matic trong hệ sinh thái Polygon nó sẽ được tăng khả năng sử dụng vốn trong mạng lưới của Polygon. Ok, thì trên đây là sơ qua về những thông tin của cái dự án video này ha. Thì anh em có thể đọc chi tiết hơn ở trên website của K98 ha. Thì như hồi nãy giờ anh em đã xem video rồi, thì tất cả những cái mình mang đến cho anh em, mình muốn nói ở đây tất cả chỉ là những thông tin mang tính chất tham khảo ha. Còn anh em cứ cân nhắc cái số vốn của mình để anh em phân bố cho nó hợp lý. Thì nếu mà có bất kỳ rủi ro nào thì mình không chịu trách nhiệm về cái số tiền mà có rủi ro ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái video tiếp tục nha. Thì do là cái quá trình mà chuyển cầu Polygon nó mất cũng vài phút quá, cho nên là mình không có quay khúc đó. Thì hồi nãy là mình đã chuyển cái số ETH của mình vào cái địa chỉ MetaMask của mình rồi, là từ sàn. Sau đó mình sẽ tiến hành chuyển mạng ETH này từ Etherscan ở Ethereum sang Polygon ha. Thì sau khi chuyển xong thì nó sẽ chạy vào cái bây giờ mình tắt, thì nó sẽ chạy vào cái ví MetaMask của mình ở đây ha. Thì anh em có thể thấy ở đây mình đã add mạng Matic rồi. Thì anh em có phần access, thì ở đây anh em có thể bấm vào phần Polygon này để anh em kiếm, anh em gõ cái từ khóa là ETH. Tại vì cái ETH ở trong mạng Matic nó có tên là Wrapped ETH, nó có cái mã token là WETH. Thì anh em gõ WETH, anh em tìm cái contract mà nó có cái balance ở đây nha. Đó thì anh em add nó mới ra được cái ETH của anh em. Vì cái mã token bên Polygon của ETH có tên là Wrapped ETH là được bảo chứng bởi một mỗi ETH luôn, cho nên là khi anh em chuyển qua thì số ETH của anh em được bảo toàn ha, là 6.48 WETH. Thì sau khi cái bước này anh em có được cái ETH rồi, anh em vào ngân hàng IV để anh em tiến hành gọi là thế chấp cho ngân hàng IV.
thì ngân hàng sẽ trả cho mình lãi suất là 0,24% cộng với 1,26% APR này ha. Đó thì là tổng đâu đó khoảng tầm 1.4 hoặc gần 1.5%. Mình sẽ có cái lợi nhuận là 1.5% một năm. Còn ở đây là anh em có thể thấy là bây giờ sau khi mà mình thế chấp xong mình sẽ vay USDC, USDC là khoảng 3.4%, 3.4%, nhưng mà nó sẽ tặng cho mình thêm là 1,74% APR. Có nghĩa là mình sẽ chỉ phải trả khoảng tầm 1.7% thôi. 1.7% mình trả cho ngân hàng IB 1.7% nếu vay USDC thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi thế chấp vào, thì anh em bấm vào WTH, sau đó anh em bấm deposit. Ở đây mình bấm max nha. Rồi continue. Rồi, anh em cứ approve như bình thường thôi. Trong cái video lần trước mình có hướng dẫn chi tiết rồi. Rồi thì ở đây anh em approve nha. Do vấn đề bảo mật nên mình che một số cái thông tin liên quan đến cái ví của mình nha anh em. Rồi. Anh em tiếp tục deposit. Rồi. Thì ở đây sau khi mà chúng ta thế chấp xong á thì mình sẽ vào dashboard. Vào dashboard mình sẽ vay USDC. Rồi, chúng ta đã vay xong thì bây giờ chúng ta vào phần borrow ha. Mình sẽ đi vay USDC. Thì ở đây anh em sẽ được vay tối đa là 11.000 USDC. Được vay tối đa là USDC. Thì ở đây cái thanh new house factor thì trong video trước mình cũng có nói rồi đó. Thì anh em để tầm trên một thì sẽ ok. Thì ở đây để an toàn thì mình vay khoảng tầm 4.000 thôi. 4.000 thôi cho nó an toàn. Thì Ethereum nếu mà nó giảm xuống tầm 1.700, 1.500 thì mình sẽ vào mình rút rút cái pool stable ra, mình trả lại cho ngân hàng. Mình lấy lại số coin mình sẽ không có để cho nó chạm cái vùng mà nguy hiểm ha. Ok, mình đã chấp nhận vay với cái lãi suất là 3.4% một năm. Rồi, ở đây mình bấm borrow luôn. Rồi, confirm xác nhận. Chờ tí ha, chờ tí để mạng của Polygon nó xác nhận là sẽ ok. Mình sẽ cầm được tiền từ ngân hàng IB ra. Rồi, xác nhận rồi đó. Bây giờ mình vào dashboard để kiểm tra ha. Rồi, như anh em thấy là hiện tại là mình đã hoàn thành xong cái quá trình thế chấp ETH của mình và mình vay ra USDC với cái lãi suất là 3.1% một năm và được thưởng thêm 1.74% Matic. Thì cái này nó 1.74 là nó dựa trên cái số đô của mình đó. Dựa trên cái số đô của mình nha, là nó sẽ trả mình bằng đồng Matic. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào sàn Quickswap ha, mình sẽ đi add pool để mình lấy được cái chứng chỉ LP. Bây giờ mình đang làm là bước 3 đó anh em. Bây giờ mình sẽ vào pool ha, mình sẽ đi kiếm đồng Mimatic và đồng USDC. Thì ở đây mình đã có USDC rồi thì mình chọn mình sẽ 4.000 đúng không, thì mình sẽ mua tầm khoảng 2.000 Mimatic để mình add 50-50, tại cái pool là nó cần 50-50 đồng này 50 đồng kia, 50% đồng này 50% đồng kia ha. Sẽ add Mimatic này vào cái mạng của mình luôn. Thì ở đây mình sẽ mua khoảng tầm 2.000 ha. Mình nhập khoảng 1.998 đô thôi. Thì sẽ đổi ra được là khoảng tầm 1.995,8 Mimatic. Approve thôi nè. Rồi, sau khi chúng ta approve xong thì chúng ta sẽ swap nha các bạn. Confirm swap. Blockchain đã xác nhận confirm rồi đó. Là ok rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành add pool ha. Sẽ vào menu pool. Xong chúng ta vào reappear. Rồi chúng ta USDC và Mimatic vừa mua. Rồi. Thì ở đây đầu tiên mình bấm max USDC thì nó không cho, do là cái nó không có cân, không có cân cái pool.
thì mình sẽ bấm max ở phía dưới lại là mematic, thì nó cân rồi, nó cân rồi thì nó mới cho mình gọi là add pool ha. Đó, thì anh em bấm ở đây là approve mematic. Ở đây mình chiếm khoảng tầm 0,01%, nhỏ hơn 0,01% pool là cái LP của mình ra rất là nhỏ. Nghe là giống như là cái chứng nhận cổ phần của anh em đóng góp trong công ty vậy. Mình đóng góp bấy nhiêu thì mình sẽ có cái phần trăm bấy nhiêu trên tổng cái pool đó. Rồi thì sau khi chúng ta approve xong thì nó sẽ báo thông báo đây như có dấu tích xanh, thì anh em tiếp tục bấm supply. Rồi anh em bấm supply nha. Rồi confirm supply thì ở đây nó sẽ thông báo chúng ta là chúng ta sẽ nhận được là 0,00190 USDC trên Mematic Pool Token ha. Là cái là chứng nhận cái số cổ phần mà chúng ta nhận được từ cái pool này ha. Sau cái bước này chúng ta sẽ cầm cái chứng chỉ LP này, chúng ta qua bên trang my.finance chúng ta claim cái phần thưởng ha, để nhận được cái lãi suất là 29% một năm và thêm cái token QI. Rồi chúng ta sẽ vào trang my.finance, anh em bấm vào phần reward, thì nó sẽ hiện ra cái thông số ở đây. Thì ở đây nó có nút approve nè, thì mình sẽ approve cho cái trang my.finance này được stack, sẽ stack cái chứng chỉ LP này vào cái trang my.finance này ha. Thì ở đây mình approve cho nó, mình confirm thì nó sẽ tự động lấy cái chứng chỉ LP của mình ở trong cái ví của mình đó, nó sẽ tự hiện trong đó. Xuống confirm luôn. Ở đây anh em bấm max rồi bấm confirm. Không, ở đây mình có 0,0019 ha. Rồi thì sau khi anh em bấm confirm xong á thì mình đã hoàn thành cái quá trình gọi là stack cái LP nó vào cái pool này rồi. Đó. Thì ở đây nó sẽ hiện là 0,00189, thì trị giá cái phần thưởng stack này là 4.000. Và ở đây anh em thấy cái đồng cái ba lần của đồng QR nó bắt đầu nhảy số nè. Là cái đồng QR này mình sẽ bắt đầu earn trong cái quá trình mà mình cung cấp thanh khoản ha. Cung cấp thanh khoản cho cái pool nó trên QuickSwap và được cái chứng chỉ LP này, và sẽ được khoảng tầm gần 30% một năm khi nó bắt đầu chạy số là thành công rồi đó. Là chúng ta đã hoàn thành cái quá trình staking, farming để nhận lãi ha. Rồi như vậy là xong rồi đó. Tới đây là bây giờ mỗi ngày anh em chỉ cần vào check nhìn ở đây cái đồng QR nó nhảy tiền thôi. Thì trong quá trình đó thì anh em có thể chờ thị trường nó tục thêm, hoặc là mình có những cái cơ hội mua những cái dự án ngon thì mình có thể vào đây mình gỡ bull ra, mình gỡ bull ra mình trả lại sàn, mình lấy lại những cái đồng coin mình đi mua những dự án đó. Ok, thì qua nãy giờ thì các anh em cũng đã hiểu được cái cách chúng ta đi farm cặp stable coin Mematic ha, còn gọi là MyUSDC, và chúng ta claim cái reward LP đó ở trên MyFinance để chúng ta nhận được cái lãi. Ở đây chúng ta nhận lãi là tầm 29% một năm. Thì anh em hãy cứ xem đây là một trong những cái kênh để giúp cho tôi cái nguồn vốn, giống như là anh em đang hold ETH giống mình, hoặc là anh em đang hold đô chẳng hạn, anh em chưa biết làm gì để sinh ra lãi trong cái thời gian mình chờ bắt đáy, để chờ thị trường phục hồi, thì anh em có thể vô đây để anh em lấy lãi ha. Mình chia nhỏ rủi ro ra, giống như thí dụ anh em có vốn tầm 10.000 đi, thì anh em có thể chia ra khoảng tầm 4-5.000 gì đó anh em vô đây để anh em xác lãi, còn cái đô kia thì anh em tránh rủi ro thì anh em cứ giữ trên sàn thôi. Đó thì đó là những cách mà chúng ta có thể tối ưu được cái dòng vốn, tận dụng được cái sức mạnh của DeFi trên Polygon để chúng ta tối ưu hóa được cái việc mà chúng ta đang cầm đô như mà không làm gì ha. Ok thì như thường lệ thì tất cả những thông tin trong video này chỉ đều mang mục đích thông tin và tham khảo, anh em cứ tự cân nhắc ha. Ok, cảm ơn các anh em đã xem video này, thì nếu anh em thấy hay hãy cho tụi mình một like và một subscribe để ủng hộ team tiếp tục phát triển ha. Nếu anh em có bất kỳ những câu hỏi hoặc thắc mắc nào thì anh em có thể join vào Telegram của nhóm ở đây, thì tụi mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em ha. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong các video sau.